Giang nhà bậc 8 nhiều là vòng rồi, nhưng mà hôm nay mới ra cái chỗ bác ấy để một số cây ở khu tưởng niệm đối diện trước cửa đấy, thì tôi vào thì quay xem có những cây gì thôi. Đấy, chúng ta xem là nhìn là chúng ta sẽ phát hiện được cái phong cách chơi của bác ấy. Chúng ta xem cây và nhìn hiểu phong cách chơi của bác nhé, chứ còn tính tình hay là những phát ngôn gì thì bỏ qua đi các bác ạ. Xem cây thôi, chứ các bác quan tâm gì là những cái người ta nói gì, quan trọng các bác xem và các bác thấy được cái gì đó. Một phôi, còn những cái phôi có lẽ là này mà nói năm điền ấy, thì phôi thì có đến 80-90% là cây dáng trực, 80-90% là cây dáng trực. Và gần như là chậu đẹp hết cả rồi, toàn bộ là chậu đẹp. Phân thì dưới phân mix hoặc là phân lợn là ủ tưới thôi, chứ không ủ, bởi vì chậu đẹp rồi ủ đeo vòng lên nó rất là xấu, mà không gian nó không có. Thì chấp nhận có lúc nào cũng có những cái thùng ngâm nước phân ở đấy thôi. Những cái chậu như này tôi rất thích. Tiếp theo một cây nữa. Đấy. Đấy. Chậu này cũng được. Chậu hồ phù này. Đấy, toàn bộ là phôi dáng trực các bác nhé. Về cái cảm quan của tôi thì chia cút như tay cảnh ấy, tay cảnh ấy là rất chuẩn. Thế còn bông tán thì để tùy mỗi người cảm nhận nhé, bông tán tùy mỗi người cảm nhận. Đấy. Bông tán tùy mỗi người cảm nhận. Đấy. Chuyển cổ rất chuẩn. Phân chia tay cành các bác nhé, chỉ còn là tay tán thì, chứ còn bông tán thì tùy của các bác cảm nhận. Nhưng cây này giá trị, cây này giá trị khủng khiếp luôn, khủng khiếp. Cây này đẹp quá nhỉ. Đại trượng phu vàng óng đấy, khấu chuyển cổ. Những cái nhịp đầu tiên tôi rất thích cái lối mà chuyển tay ở tay đòn của bác ấy. Đây. Thường là một cành ra đây các bác, thường là bác lấy ngay đúng không? Không, bác cứ cắt đến đây, bác chuyển ở đây. Và lại lắc một phát nữa ở đây ra kia. Cổ rất dẻo. Rất dẻo và cục kịch. Thế còn bông tán sau này thì bác ấy lại làm lại khác. Đây. Cái cổ chuyển rất hay. Cổ chuyển. Đẩy rích rắc rất hay. Đẹp quá. Đẹp. Vàng ươm sáng. Đấy, chuyển cổ rất hay này. Lắc vào bên kia này. Đấy, thì còn nuôi, phải nuôi cả đấy chứ. Đấy, nhưng mà trường, rất là trường. Nuôi rất trường. Có dữ liệu tốt là nuôi. Nuôi và đến đích. Đấy, rất trường. Trường cả vốn lẫn độ lì quá. Thích cái cây này bạn, mình rất mê dáng trực không bác. Tiếp theo tiền quả này, vâng, mặt bên kia đó, mặt bên này là mặt trơn cơ. Đây, nhiều quả quá nhỉ, nhiều quả quá.
sát quá không ấy được. Mặt bên này lộn bộ tiếp thật. Đấy. Đấy, lắp chủ đây. À, mua bóng đoan nhiều phết chứ bác nhỉ? Xong rồi về ta cắt cây cao 2 mét. Bóng đoan giờ chắc đấy có cây nữa. Bóng đoan giờ hết cây rồi. Okay. Lại đi đâu? Trước có lấy một vài cây đấy. Ra. À, một cục nữa. Mái trên kia vừa nãy anh em ở trên này này. Thế vừa nãy trên này này. Vừa nãy ở trên đấy. Đây cái dãy này. Bên này ra rất sáng. Ra. Qua Lưu Quan Trương. Qua Lưu Quan Trương. 3 cây 1 2 3 cùng cỡ, cùng chiều cao, cùng tông này. Tôi rất thích mấy cái chậu này nhưng mà nó đắt, khá là đắt. Đấy. Lắc cổ, cái nhịp đầu tiên bác ấy làm rất hay. Chuyển phát ra đây, chuyển phát lên. Càng lên càng cổ độ nó càng ngắn dần. Rất hay. Đấy là một ông trong bộ ba huynh đệ. Đây chắc là Lưu Bị. Như thớt, bệ như thớt. Đấy, xỉ than. Toàn bộ rất nhiều xỉ than. Tỷ lệ xỉ than rất nhiều, không phải ít. Xỉ than hoặc đất Nhật thôi. À. Không biết đây là Lưu Bị, đây là Quan Vũ hay là Chu Trương Phi đây. Chắc là Chu Phi. Con này thì hòm hòm thôi nhưng mà này, bệ lại hơi kém như con kia. Cảm giác nó non non hơn. Cảm giác. Bộ 3 cây để lại cái lúc này. Để xem đây có cây này với cây này chắc là sao làm một đôi được. Đẹp. Này con này cùng cỡ. Cùng cỡ. Đằng này có mấy cây nữa này. Đấy, vừa nãy là trên này. Trên kia có cây gì lá đỏ đỏ ấy bác. Trên tầng 3 ấy. À đây. Úi giời. Đây. Đại Lâm Mộc. Trực rất yên ngang. Dữ dội thật, nhìn này, như vậy. Trong cái dòng xanh của mình nó làm bonsai nó sướng ở chỗ đấy, nhìn.
Đấy, toàn bộ những cái chậu rất là đẹp, đắt tiền. Đấy. Thân cốt rất sạch sẽ. Đây này, thân cốt rất sạch sẽ. Tiếp theo, cây nữa, cây này xong rồi nuôi lên được thì cũng giá trị. Tất nhiên còn đang vực, nó không trượt rõ ràng như cây kia, nhưng mà cũng là một cây phôi rất tốt. Phôi rất tốt. Ok, cảm ơn các bác. Như vậy là anh em vừa đi hết một vòng cái chỗ bát tám bánh mì ở bên Văn Quán Hà Đông Hà Nội ấy, để bày ở chỗ cái đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ngay sát nhà bác như thôi. Còn nhà bác ở để trên mái này thì anh em đã từng được biết rồi. Rồi, ok, bây giờ hẹn gặp lại các bác ở video mới tiếp theo nhé. Cố gắng ở nhà chống dịch bệnh đàng hoàng các bác nha.